SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Vào hôm qua, huấn luyện viên Kiên Tí Sắc đã giới thiệu bản hợp đồng mới của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đó là trung vệ Mauricio Barbosa. Cầu thủ người Brazil có chiều cao rất ấn tượng, tới gần 2m. Huấn luyện viên Kiên Tí Sắc cho biết đây là sự bổ sung lý tưởng cho đội bóng phố núi khi trong mùa giải tới họ phải thi đấu trên 3 mặt trận V-League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League. Mauricio được nhắm đến để thay thế cho trung vệ Memovic, người đã nói lời chia tay sau khi V-League 2021 bị hủy. Ngoài Mauricio, huấn luyện viên Kiên Tí Sắc cũng giới thiệu trợ lý thể lực Duy Tư Minh Quan. Vị chuyên gia này từng là cộng sự của chiến lược gia người Thái Lan, được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai phục hồi tốt hơn. Ngoài công việc chính của câu lạc bộ, ông Kiên Tí Sắc cũng chia sẻ với báo giới về bóng đá Việt Nam và Thái Lan, khi cho rằng hai nền bóng đá nên kết nối để cùng phát triển thay vì đối địch như hiện nay. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.